Ngày 28 tháng 5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Đình Nghĩa, 36 tuổi, Vũ Nguyên Hoàng, 34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam và Võ Văn An, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, do cần tiền nên Nguyễn Thế Tê, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương đem cầm ô tô hiệu Ford Everest 7 chỗ, giá mua năm 2021 là 1,2 tỷ, cho anh Bùi Hoàng L, 28 tuổi, giá 380 triệu đồng. Hai người thỏa thuận vẫn để anh L cho người khác thuê lại. Ngày 29 tháng 4, anh L cho Hồ Lê Định, 25 tuổi, thuê xe này. Đến ngày 8 tháng 5, D cho anh D mượn và đậu trước nhà trên đường số 8, phường Linh Chiểu thì bị mất, sau đó trình báo công an. Công an thành phố Thủ Đức vào cuộc điều tra. Camera khu vực ghi lại lúc 1 giờ 55 phút ngày 8 tháng 5, có một thanh niên đi bộ đến, mở khóa từ xa rồi lên xe chạy đi. Anh L cho hay, sau khi cầm xe của anh T, được sự đồng ý của chủ xe nên anh L có cho thuê xe tự lái và anh lắp hệ thống định vị. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tuần thì thiết bị này bỗng dưng bị hỏng. Đến ngày 17 tháng 5, sau khi đi hàng ngàn km, sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thủ Đức bắt giữ An, Nghĩa, Hoàng khi các đối tượng đang lẩn trốn. Nghĩa khai ngày 7 tháng 4 có thuê của anh L chiếc xe trên để đi công việc. Nghĩa nhìn giấy đăng ký xe thì biết anh L không phải chính chủ nên nảy sinh ý định lấy trộm. Ngay trong ngày, Nghĩa đặt làm một chìa khóa giống với khóa của xe với giá 1,5 triệu đồng. Trước khi trả xe, Nghĩa đã cắt định vị trên xe và gắn một cục pin để hệ thống định vị hoạt động được thêm khoảng một tuần thì sẽ bị tê liệt do hết pin. Xong, Nghĩa gắn vào xe một định vị khác nhằm mục đích theo dõi chiếc xe sau đó ở đâu mà lấy trộm. Nghĩa đợi một tháng sau, biết xe đang đậu ở đường số 8, phường Linh Chiểu thì gọi thêm An và Hoàng đi trộm tài sản. Rạng sáng ngày 8 tháng 5, cả nhóm đến đường số 8, Nghĩa đưa chìa khóa đã làm sẵn và chỉ Hoàng đội nón kết đen, áo khoác dài tay đến lấy chiếc xe. Sau đó cả nhóm chạy xe cất giấu trong vườn cây ở Đồng Nai và giao bán trên mạng nhưng chưa ai mua. Sau đó thì cả nhóm sa lưới vào công an thu giữ chiếc xe để điều tra.